Chào mừng các bạn đến với thành phố Đà Nẵng. Thành phố biển Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học hàng đầu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đến với Đà Nẵng, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là thành phố vừa có núi, vừa có sông, vừa có biển. Thành phố ba có việc làm, có nhà ở và có nếp sống văn minh. Và hôm nay mình rất là vinh dự được giới thiệu cho các bạn những cái điểm mà chúng ta khi đến với Đà Nẵng phải tham quan và nên tham quan. Đó là những cái danh lam thắng cảnh cực kỳ đẹp, nổi tiếng. Và đầu tiên các bạn có thể thấy sau lưng mình sau lưng mình đây chính là cái bán đảo Sơn Trà. Bán đảo Sơn Trà hay còn gọi là núi Sơn Trà các bạn. Đây là điểm tham quan đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn. Và trên cái bán đảo Sơn Trà thì có nhiều cái chú khỉ, và đôi lúc người ta sẽ gọi là đảo khỉ, là núi khỉ. Và trên đây có một cái ngôi chùa cực kỳ đẹp và nổi tiếng. Chùa này có tên là chùa Linh Ứng Sơn Trà. Đây là chùa mà phía sau lưng thì tựa vào núi và trước mặt thì hướng ra biển. Chùa Linh Ứng Sơn Trà là ngôi chùa lớn nhất, đẹp nhất và cũng là mới nhất ở thành phố Đà Nẵng. Ngôi chùa được khánh thành vào năm 2010 các bạn. Vâng, các bạn có thể thấy được cái quang cảnh ở đây thì phải nói là rất là đẹp. Và cái con đường mà dẫn mình lên bán đảo Sơn Trà thì một bên là núi, một bên là biển, thì các bạn trông khá là ấn tượng. Và điểm thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn, đây chính là núi Ngũ Hành Sơn. Núi Ngũ Hành Sơn. Trên núi Ngũ Hành Sơn thì có hai ngôi chùa. Chùa đầu tiên là Linh Ứng, đây ạ. Linh Ứng Ngũ Hành Sơn và một ngôi chùa khác là ngôi chùa Tam Thai cũng đều nằm trên núi. Đến với núi Ngũ Hành Sơn, các bạn không những là tham quan được chùa mà bên cạnh đó các bạn sẽ tham quan được nhiều cái hang động. Trên cái núi Ngũ Hành Sơn này sẽ có nhiều cái hang động và mỗi cái hang động sẽ mang một cái vẻ đẹp khác nhau, một cái trải nghiệm khác nhau. Và tại cái núi Ngũ Hành Sơn này, các bạn lên cao như vậy, mình đứng trên cái chỗ mà gần như cao nhất ấy, các bạn có thể quan sát một bên là biển, một bên là sông. Và cái hướng mình đang đứng ở đây là cái hướng mà ngắm ra bờ sông, ngắm về dòng sông Hàn. Mình giới thiệu cho các bạn là Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn tức là năm ngọn núi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng mà chỉ có núi thủy. Núi thủy là mình đang có mặt ở, đoàn chúng ta đang có mặt ở đây là núi thủy. Núi thủy thì sẽ phục vụ cho du khách. Còn những núi khác thì chưa các bạn. Và trên cái Ngũ Hành Sơn này các bạn thấy cái phong cảnh nó khá là tuyệt vời, khá là đẹp các bạn. Đây chính là danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, điểm đến tham quan không thể thiếu. Vâng ạ, các bạn có thể thấy là có chùa, có hang động. Và dưới chân núi thì có nhiều cái làng nghề làm nghề đá truyền thống. Và điểm thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Viện Bảo tàng Chăm. Viện Bảo tàng Chăm thì được người Pháp xây dựng vào năm 1919. Và các bạn biết khu vực miền Trung chúng ta lúc xưa thì bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa của người Ấn Độ và cái đạo Hindu. Cho nên khi mà bước vào trong cái thế giới Bảo tàng Chăm này, các bạn có thể khám phá, tìm hiểu về văn hóa của người Chăm. Bên cạnh đó là đạo Hindu. Đạo Hindu là một đạo đa thần. Các bạn vào đây mình sẽ thấy được nhiều cái bức tượng. Những bức tượng này là biểu trưng cho những cái vị thần trong đạo Hindu. Đối với Bảo tàng Chăm thì các bạn khi mà đã hiểu được vấn đề thì mình sẽ thấy nó cực kỳ là hấp dẫn. Còn khi chúng ta chưa hiểu thì chúng ta khó mà nhận định được. Và điểm tham quan tiếp theo đây các bạn, mình muốn giới thiệu cho các bạn, đây là điểm tham quan không thể thiếu, lại nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố. Đây chính là nhà thờ Chính Tòa. Nhà thờ Chính Tòa cũng là nhà thờ do người Pháp họ xây dựng vào năm 1923. Và đến thời điểm này đã được tròn 100 năm tuổi. Nhà thờ Chính Tòa thì tọa lạc ngay ở trung tâm thành phố, cụ thể là nằm ở đường Trần Phú, nằm gần chợ Hàng. Sau khi mà tham quan xong cái nhà thờ Chính Tòa này thì các bạn sẽ đi tham quan chợ Hàng nằm gần đó. Nhà thờ Chính Tòa thì do người Pháp xây dựng cho nên cái kiến trúc của nó sẽ giống như kiến trúc của người Pháp.
Các bạn có thể thấy là khuôn viên nhà thờ rộng lớn và đẹp. Vâng, sau khi tham quan xong cái nhà thờ chính tòa thì điểm đến tiếp theo của chúng ta đó chính là chợ Hàn. Chợ Hàn thì mang tên là dòng sông Hàn, bởi vì ở Đà Nẵng thì có dòng sông Hàn cho nên người ta đặt tên là chợ Hàn. Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, thứ nhất gần phố, thứ hai gần sông, thứ ba gần đường, điều đó đã cho ra đời chợ Hàn. Đây là chợ mà chuyên dành cho du khách du lịch, có thể là trong nước và ngoài nước các bạn. Ở trong đây thì đầy đủ các mặt hàng, thượng vàng, hạ cám, cái gì cũng có cả. Với cá nhân mình, đây là những điểm tham quan nổi tiếng. Và các bạn đến Đà Nẵng, chúng ta nên và phải tham quan những điểm này. Video của mình đến đây là tạm thời kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.